Sau Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Em vừa cho nó chạy con robot 780 trong cái hàng em vừa về. Đây là em để mã số 1 này. Một con máy mà em bán rất là nhiều, em đánh giá về cái tính ổn định của cái hãng iRobot Roomba này. Cực thật sự ổn định luôn nhé, cực ổn định luôn. Bền, hàng chính hãng cao cấp. Đây là cái thương hiệu, nếu mà nói về robot là thương hiệu cao cấp nhất thế giới của hãng, thương hiệu Mỹ. Đấy. Được sản xuất cho thị trường Nhật nội địa cho nên tiêu chuẩn cũng sẽ lại còn cao hơn. Nên bọn này sẽ sản xuất cho rất nhiều nước, bản Trung này, bản cho các nước châu Âu, bản cho thị trường Nhật. Thì đây là cái bản cho thị trường Nhật cho nên các bác biết thừa cái thị trường Nhật rồi, tiêu chuẩn của nó rất là cao. Đó là hàng Mỹ này, còn sản xuất cho thị trường Nhật nữa thì thật sự không có gì để chê cả. Độ bền ổn định cao. Và điểm thứ hai nữa, các bác mua robot các bác lưu ý là quan trọng nhất là khi các bác mua đồ, sau này mua đồ có không. Đấy mới là cái quan trọng. Rất là nhiều các cái hãng của Trung Quốc nó ra đời trên thị trường, nhưng mà đến khi mà cần mua cái chổi hay quả pin hay bất kể một cái linh kiện gì của nó rất là khó. Nhưng mà riêng đối với cái hãng này thì thật sự nó rất là sẵn. Các bác mua cái gì cũng có nhé, từ chổi quét cho đến là chổi lau hay là bất kể một cái gì, con lăn, hộc rác đều có sẵn sàng cả. Đấy, rất là dễ và rất là rẻ, chỉ có 50-100 các cái chổi quét thôi. Đấy, con này thì em báo giá luôn, em bán là 3,5 triệu, tặng kèm các bác một cái chổi quét này. Chổi quét này khi các bác mua rất là rẻ thôi, 50.000. Đấy, nhưng mà em đã từng tham khảo cái bộ chổi của cái con hút Toshiba vì nó hiếm mà, chỉ có hàng chính hãng. Các bác mua cái chổi 500.000 một đôi ạ, mà các bác quét 1-2 tháng nó hỏng một đôi thì thật sự nó quá sốt ruột luôn. Chứ các bác nên cân nhắc cái việc mình mua con robot này. Rồi. Theo em đánh giá là nó là cái đồ thông dụng nhất, không phải là em bán mà em quảng cáo là vậy, mà thực sự qua quá trình em bán cũng rất nhiều hãng, nhưng mà cuối cùng đúc rút lại thì vẫn bán hãng này vì cái độ thông dụng của nó. Cái con máy này thì nó là mã 780 này, các bác là hình thức rất là đẹp nhé, chạy cực ổn định luôn, các chức năng đầy đủ hẹn giờ, đầy đủ hẹn giờ, trong hẹn giờ có hẹn các ngày nhé, đầy đủ các ngày luôn. Đấy, các bác hẹn ngày nào cũng được, chỉnh giờ ok. À, hẹn chạy hút ở trong một cái khu vực nhất định, hút spot này này, nó chỉ hút vòng quanh ở một khu vực nhất định thôi. Đấy. Đấy. Máy chạy rất ổn định chắc chắn. Đấy. Và rất dễ sử dụng. Nút đốc này thì là đây, các bác cho ấn này, này nó chạy về nó sạc này, để về sạc về đốc. Chức năng chống rơi cầu thang các bác nhé, test chức năng chống rơi cầu thang này. Đây các bác cho chạy trên một cái mặt phẳng này thì nó sẽ không rơi xuống được. Đấy, chống rơi cầu thang. Yeah. Cứ đi đến mép của các cái cầu thang thì nó tự động nó sẽ dừng lại. Đấy là tính năng chống rơi cầu thang. Yeah. Con máy này em bán rất là nhiều rồi, cho nên là các bác yên tâm về độ ổn định của nó. Chỗ quét này. Của pin này thì bên trong này em đã thay mới rồi nhé, vì là hàng bãi cho nên đã thay được thay mới pin. Đấy, hai bánh xe này, đồ rất là sẵn, cái gì cũng có nhé, chổi này cũng rất là nhiều này, lọc rác màu vàng này cũng rất là nhiều, cái gì cũng có để phục vụ cả nhà. Đấy. Đặc biệt là các bác đây, con này bản phiên bản Nhật thì mình sẽ được cắm một cái chiếc sạc ở đây, lỗ cắm trực tiếp này. Thiện. Cắm trực tiếp luôn nhé, đối các phiên bản châu Âu hay phiên bản khác thì không có cái đường này đâu ạ. Đây, con này nó ghi năm sản xuất này các bạn này, 2012 nhé. Đây, 2012, nhưng mà những con này gần như bên Nhật họ không dùng mới, cho nên hình thức của nó nguyên bản này còn cực đẹp luôn. Chỉ cái robot này mà dùng nhiều thì các bác biết rằng nó chui rúc, nó đâm lung tung cả thì nó sẽ xước rất là nhanh. Nhưng đối với cái bọn này em chọn những cái hàng tuyển đẹp, toàn là hàng đẹp nhé, không có xước sát thì viền nhiều đâu. Cái chất máy của nó rất là mới. Củ sạc này là củ sạc cho thị trường Nhật này. Mình nhìn trên này nó ghi là điện 100V nhé, nhưng mà các bác có thể cắm được trực tiếp điện 220 của Việt Nam luôn, vì là đây dùng cho thị trường Nhật cho nên là họ chỉ ghi 100 thôi, nhưng mà củ này thực tế là sản xuất ra dùng được cho tất cả các thị trường luôn, các loại điện. Đấy. Giá em bán là 3,5 triệu, tặng kèm một đi kèm một bộ như này. Đấy, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé, bảo anh bán hàng. Chào các bác.